Xin chào các bạn. Ngày hôm nay nhà mình sẽ ăn canh rau bồ ngót nấu với tôm nha các bạn. Ở đây là mình sẽ nấu với tôm tươi. Rau bồ ngót này trong vườn nhà mình trồng đó các bạn. Cho nên là cái lá của nó hơi già hơn so với ở ngoài chợ. Ở ngoài chợ thì những cái lá nó non hơn. Mình không hiểu sao nữa. Ở trong vườn mình trồng mà nó đẹo đẹt hơn không biết nữa. Chắc là do mình bón phân không có đủ. Rồi đây mình chuẩn bị khoảng 5-6 con tôm mình đã lột ra như thế này rồi nè các bạn. Mình sẽ lấy hết cái chỉ của con tôm ra nha. Rồi mình bỏ vào trên cái thớt để mình bầm ra như thế này nè các bạn. Tôm tươi khi bầm ra mình nấu nó sẽ ngọt thịt hơn. Rồi đây là sản phẩm sau khi mình đã bầm ra nha các bạn. Mình rất là thích nấu bằng tôm tươi. Còn mùi tôm khô mình không thích. Nhưng mà tôm khô nó cũng Hello, ngọt lắm bạn. Sau đó mình chuẩn bị một cái nồi chảo nè các bạn. Đây là cái nồi luôn ha. Mình bỏ một xíu dầu ăn vào và bỏ hành tím lên để mình phi lên cho nó thơm đó mà. Mình thích là bỏ một chút xíu dầu vô cho cái nồi canh của mình nó càng thêm hấp dẫn. Nó làm dậy cái hương vị của cái nồi canh. Bây giờ mình sẽ bỏ tôm vào, mình xào sơ qua các bạn. Trong khi đó thì mình đã nấu một cái ấm nước ha các bạn ha. Để một chút xíu thì mình đổ vô cho cái nồi canh của mình nó không phải chờ lâu. Rất là nhanh luôn. Khoảng vài phút là nấu được một nồi canh rất là ngon rồi. Bây giờ mình sẽ đảo đều lên nè. Cho cái thịt tôm nó săn lại. Các bạn cũng có thể nêm trong cái thời điểm này luôn cũng được. Để mình đợi nó chín một xíu rồi mình sẽ nêm nha các bạn. Mình nó thì hay thích nêm trong cái thời gian này nè. Cái món ăn của mình nó được thấm gia vị hơn. Sau đó khi mà bỏ rau vô đó thì mình sẽ nêm lại một lần nữa. Nêm nhanh thôi rồi mình sẽ nhắc xuống. Các bạn có thể bỏ bột nêm hoặc là muối hoặc là bột ngọt, đường, tùy theo khẩu vị của mỗi nhà ha các bạn, để mà mình làm cho cái món ăn của mình nó ngon theo khẩu vị của mình thôi. Rồi mình sẽ đi lấy cái bình nước mà mình đã nấu sẵn để mình đổ vào trong cái nồi ha các bạn. Bây giờ thì mình sẽ đổ nước sôi mà mình nấu sẵn vô nha các bạn. Thấy nước nóng không? Nó bốc khói lên nè. Như vậy á, nồi canh của mình rất là nhanh. Thì tùy theo mình thôi, nếu mà mình cảm thấy mình ăn ít nước á thì mình đổ ít. Còn nhà mình á thì hôm nay hơi đông người cho nên là ăn hơi nhiều. Cho nên mình đổ nhiều nước nha các bạn. Nước sôi rồi, bây giờ mình sẽ cho rau vào. Đây là rau nhà mình trồng đó các bạn, rau ngót nhà mình trồng. Nhà mình trồng thì bằng cái thân của rau cây ngót á, mua ở chợ về xong rồi mình sẽ cắm để mình trồng. Cho nên là cái giống này mình không biết làm sao nhưng mà nó đều đẹp lắm các bạn. Chắc là nó không có mình không có thuốc thang gì hết á cho nên là nó đều đẹp. Nhưng mà ăn một nồi canh ở nhà mình nấu thì cảm thấy là rất là yên tâm luôn các bạn. Bởi vì nó không có thuốc thang gì hết và nó rất hợp vệ sinh. Rồi, nồi canh của mình bây giờ mình sẽ nêm nếm lại một lần nữa. Rồi chờ cho cái nồi canh nó sôi bùng lên một cái là mình có thể nhấc xuống được rồi. Cái mùi thơm tuyệt vời lắm các bạn. Bởi vì rau nhà mình nó hơi già cho nên mình phải nấu nó hơi nhừ nhừ xíu các bạn. Còn rau ngót ở ngoài chợ các bạn mua về nấu nhanh lắm. Xong rồi bây giờ mình sẽ tận dụng cái tô nãy mình đựng tỏi hành á, mình múc vô đây luôn các bạn.
Rồi đây là cái nồi canh, cái tô canh. Đó, sản phẩm của mình. Nhìn rất là hấp dẫn phải không các bạn? Nếu mà các bạn có một ít hành thì các bạn cũng có thể bỏ vào cho nó thơm. Nhưng mà hồi nãy mình đã phi hành cũ rồi, cho nên mình không bỏ hành lá vào nữa. Rồi xin chào các bạn nha, và hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau.